Hello, xin chào các tình yêu của CC. Đẹp không ạ? Tuyệt đẹp luôn đó. CC tự trả lời luôn. Là tại vì CC mặc. CC mới cảm nhận được, CC mới biết được như thế nào để CC nói với các bạn. Đúng Còn các bạn chỉ nhìn thấy trên video thôi. Nếu không có ai nói cho các bạn nghe thì các bạn sẽ suy nghĩ theo suy nghĩ của các bạn. Còn nếu như có người mặc vào và thử cho các bạn xem và nói cho các bạn biết, khi mà người ta mặc, người ta cảm nhận cái mình vải như thế nào và vóc dáng của cái áo đầm như thế nào, thì đây, size 6 các bạn, đây là hiệu DKNY. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn. Một cái duy nhất là các bạn ơi, thiệt là uổng luôn. Size 6, 134, 50% off. Mê ly. Học là đẹp luôn. Đây là cái mịn vải. Nó có chất liệu thun nè. Nhưng mà nó không phải thun đâu các bạn ơi. Không biết các bạn ơi, mịn vải lạ lắm. Nhưng mà hiệu DKNY thì các bạn yên tâm rồi. Những cái áo đầm này các bạn để một chục năm luôn á. Trên cả tuyệt vời. Và cái kiểu design rất lạ và đẹp. Cổ sơ mi xuống như vậy. Cắt ngang eo. Size 6. Rộng lắm. Nè. Đó. Bụng 75 nè. Mà nó rộng như vậy luôn. Cho nên các chị em thoải mái mà mặc luôn. Cột lại. CC mặc rộng lắm nha. Thương hiệu này CC mặc được có size 2 à. Mã này tới size 6 nha các bạn. Trên cả tuyệt vời đó. Và đây là cái bóp trung bộ. Cũng là thương hiệu DKNY. 228 đô. 50% off. Thật là tuyệt vời. Chị em nào mua cái đầm này mà không mua cái bóp này là một điều sai lầm lớn nha. Thứ nhất, cùng một thương hiệu, bạn phải đi vào trong tiệm, bạn mới có thể mua được như vậy. Người ta để sẵn cho bạn luôn. Bạn có tiền thì bạn lấy đúng. Người ta set up sẵn cho mình rồi, đã giúp mình, người ta làm rồi, thì mình chỉ thọt tay vào lấy thôi là nó đúng chính xác rồi. Đẹp không? Đây là loại sang và đẹp. CC mới vừa giục giấy ra. Tại để giấy nó cộm quá, muốn tay nè, gãy hết trơn luôn rồi nè. Bữa nay đau lắm, cho nên CC mới vừa tháo giấy ra rồi. Giờ không có đụng gì tới được, chỉ cho các bạn biết là đẹp lắm thôi. Da mềm lắm ha. Chứ bây giờ mà các bạn mà kêu CC làm nhức lắm, ngày mai CC phải đi review rồi. Bữa nay là giỏ là cầm lên cho các bạn xem như vậy thôi, và các bạn nghe CC nói thôi. Chứ bữa nay mà các bạn kêu CC bóp cái này nặng cái kia thì chắc là không thể làm nổi. Nhất đau. Cái ngón này nè, nó xước sâu ở bên trong luôn. Nè, bữa nay lại bị bầm nữa nè các bạn. Mê. Có một bộ duy nhất đây. Một cái áo đầm và một cái bóp đầm này. Đây là dạng bóp lịch sự. Cái chữ chút xíu à. Nhiều người họ không có thích màu mè. Nhất là bị trắng và những người lớn. Họ thích nó nhu nhu như vậy. Đầm này đẹp, quá là đẹp các bạn. Và tiếp theo, trên cả tuyệt vời đó, đây là một bộ áo liền quần. Cái mình vải này không có độ co giãn, nó giống như là vải kate, kate gì đó CC không biết các bạn, với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nổi bồng bềnh luôn. 168 đô. Đẹp không ạ? À? Size XM nè.
Bộ này CC mua cho CC, tại vì CC không biết là các bạn có thích hay không, với lại nó đắt tiền, 50% off rồi nhưng mà vẫn còn đắt tiền ha, cho nên CC không có mua cho bạn nào hết á. Thì bạn nào muốn mua cho CC biết, CC sẽ mua theo size của các bạn. Còn cái này là của CC XMALL, hơi dài một chút nhưng mà không sao, tại đâu còn nào nhỏ hơn đâu. Size XMALL này, cổ sơ mi, áo liền quần, thật là tuyệt vời. Có hai cái túi, hai túi trước, sau hai túi nữa. Phần này là cái beo đây, họ có làm cái beo dây cho các bạn buộc. Các bạn nào mà cao hơn CC mặc này chắc đẹp à? Nhưng kiểu này bụng nhỏ mặc mới đẹp, bạn cao một chút mặc mới đẹp, bạn lưng cao một chút mặc rất đẹp. Thành ra CC chỉ mua những cái nào dễ bán, còn những cái khó bán CC mua size của CC thôi. Thì bạn nào thích nhắn với CC, CC đi mua giùm bạn, với điều kiện bạn chuyển tiền trước CC mới đi mua ha. Còn chỉ nói miệng mua giùm chị đi, mua giùm em đi, CC không có mua ha, tại mua về rồi các bạn không lấy, CC bị nhiều lắm, sợ rồi. Tuyệt vời, size XML, XML mà CC mặc vừa rộng rãi thoải mái, tại vì size của CC là XML, không có độ co giãn. Mê ly, tuyệt vời. Và đây là cái giỏ Calvin Klein, tuyệt đẹp luôn ha. Ăn tiền ở cái sợi dây này. CC là chỉ thích sách như vậy thôi, nhưng mà mặc những cái áo đầm vải thun cô tông hoặc là những cái bộ này thì cần đeo dây nó mới đẹp. Trời ơi, bộ này đẹp quá các bạn, đẹp mê ly. Các bạn thấy không? Một cái áo đầm thí dụ cùng thương hiệu nó rẻ tiền gần nửa cái bộ gym suit như vậy. Những bộ này đắt tiền cho nên là cũng khó bán. Bạn thích thì bạn mới mua, bạn mặc đẹp. Còn mua mà để bán ở trên các website thì không nên. CC nói là để cho các chị em có buôn bán mà không có để ý thì để ý. Những bộ gym suit rất là khó bán khi các bạn bỏ ở trên online ha. Bạn mua bạn mặc thì ok, ai thích nhờ bạn mua thì yes. Đắt gần gấp đôi tiền cái áo đầm, cho nên chẳng thà người ta mua áo đầm chứ người ta không mua những bộ như vậy. Chỉ có những bạn nào mà chịu chơi á, mà thích, mà biết là tướng của mình mặc như vậy đẹp thì các bạn mới mua thôi. Trung bình là không ai mua đâu, người ta chỉ mua áo đầm. Thì với bộ này, xách cái giỏ này, tuyệt vời ha. Bộ này là Mass Studio, cái giỏ này là hiệu Calvin Klein. Giỏ này mua lâu lắm rồi đó, để dành đó, mùa hè năm nay sẽ xài. Nếu mà không có bạn nào mua, tuyệt vời không? Thật đẹp, CC thiệt thích bộ này, thích luôn cả cái giỏ này. Đẹp quá. Bạn nào mua thì CC đi mua giùm cho nha, chứ bộ này là CC không có bán. Bộ này CC để mặc, tại vì size XML mà. Bán với các bạn rồi đâu bao giờ mua lại được nữa đâu. Tại vì một cái mall họ có một bộ à, họ có một cái à, muốn mua được nữa phải đi những cái mall khác. Nhưng mà thôi, không bán bộ này à. Khoe thôi chứ không bán. Nếu các bạn muốn mua size lớn thì cho CC biết, CC đi mua cho các bạn thì yes. Còn XMALL không có nữa đâu, có một bộ CC mặc. Và tiếp theo đây, đẹp xuất sắc đúng không ạ? Cái vai này họ có độn cho mình một chút rồi. Đầm này size 6, hiệu Calvin Klein. Các chị em size 6 mặc nó sẽ đúng như vậy. Đây là dạng đầm ôm ha.
đeo một sợi pearl ở đây, tuyệt đẹp, xuất sắc luôn. Hiệu Calvin Klein, thật là rẻ tiền, 99 đồng 98 sen, 50% off. Thật sang và thật đẹp. CC thích cái hoa này, cái tay. CC nhớ cái kiểu áo này hình như là có bán mấy cái rồi ha. Biết bán hay còn không biết. Nhưng mà cái này là mới đó. Tuyệt vời không? Size 6 lận nha. Rộng lắm. CC mặc không vừa đó. Rộng lắm nha. Đây là dạng ôm nè. Dây kéo xong lên. Nè. Rộng một khúc như vậy luôn ha. Chị em nào size 6 thì đây chính là cao đầm bà cần luôn, vì nó đẹp lắm luôn, mặc vào người sang mà đẹp lắm. Màu trong form sáng quá, mẫu ngoài nó tối xuống một chút ha. Cái phần vai này họ lót cho chúng ta đẹp, thật là đẹp, đẹp mà sang nữa chứ không phải là đẹp bình thường nha. Và tiếp theo đây, thật là sang và thật là đẹp, chờ lâu lắm rồi, không có on sale, bây giờ on sale. Cái này mua hôm bữa nha, mà bữa nay mới soạn đồ ra nè, còn nhiều đồ CC chưa soạn. Cái CC đang mặc là size 4, cái này là size 8, 50% off, chỉ có 119 đô. Trời ơi, có mấy chục đô một cao đầm này, làm sao các bạn có thể may được các bạn. Nè các bạn nhìn, thật là sang, thật là đẹp. Dây kéo các bạn kéo tới đâu đó các bạn kéo, nhưng mà kéo vừa tới đây thôi, rồi bẻ cái cổ ra như vậy. Đây, đầm này thì phải nói là một câu thôi, rất sang. Size 4 khi mặc vừa khít luôn, vừa như mây luôn, thích luôn nha các bạn. Eo nè, mông nè, ngực nè, mê ly luôn, có mà quần đụng mông nha. Đó, ngày xưa đi làm là như vậy nè, đẹp như vậy đó, mỗi ngày một bộ đồ đẹp như vậy, mặc mấy tháng chưa từng bao giờ mặc lại luôn. Nhưng mà mặc hiệu Calvin Klein là nhiều nhất. Rồi tới DKNY, tới Tommy. Tại vì Tommy cái size nó hơi bị lớn, cho nên là phải thử, phải kỹ lắm. Còn Calvin Klein sẽ chỉ nhắm mắt mua, về mặc vừa liền. Tommy thì tùy kiểu. Các bạn thấy đẹp. Không còn điểm nào để chê luôn. Cái CC đang mặc trên người là size 4, cái kia là size 8, hiệu Tommy Hilfiger, 50% off. Và tiếp theo đây, tuyệt vời ha. Đây là thương hiệu DKNY, size 6, 129 đô, 50% off. Tự tin mà ngồi ăn, thật là tuyệt vời các bạn. Size 6 ha, chị xin mặt rộng ha. DKNY Tommy Calvin Klein có một kiểu một, dài tay, ngắn tay, dày thôi các bạn. Hãng nào cũng có một kiểu. Phần này cắt ngang eo, dây kéo sau lưng. Đây là phần họ để cho chúng ta tự cột đó. Các bạn muốn cột như thế nào đó, các bạn cột ha. Cột, kéo phùng phùng lên. Mùa hè tới rồi, lễ phục sinh tới rồi. Thật là tuyệt vời luôn. Màu hồng trong phone sáng quá, màu ngoài sậm xuống nó rất đẹp. Khoác thêm một cái áo khoác trắng trắng bông bông mà cách đây CC bán đó vài ngày. Các bạn trở lại video trước các bạn xem đi. Các chị em nào mà ngại tay sắt nách, khoác thêm một cái áo khoác ở bên ngoài ha. Không còn gì để nói về những cái áo đầm này nữa. Tại vì CC cũng review quá nhiều rồi ha. Thì với cái đầm này, các bạn xách với lại cái giỏ này nè, tuyệt vời không? Mùa hè là như vậy đó. Đây là hiệu Oro,
xuất sắc luôn, mê lắm các bạn. Trời ơi, đau tay quá kéo cũng được ha, tại vì nhét giấy nó nhiều quá đó. Đây mới đúng là những cái đẹp độc lạ. CC để dành những cái giỏ, cái bó để CC phối với đồ cho mùa hè. Tại vì nếu các bạn mặc một cái đầm không mà nó không có một cái phụ liệu gì đi kèm, nó cũng có giá trị gì đó. Bình thường chỉ cần bạn có một chút phụ liệu gì đó, nó tăng cái vẻ đẹp của cái áo đầm liền luôn các bạn. Với những cái áo đầm mà cổ tim như vậy, các chị em nên đeo những sợi dây chuyền mà nó có một cái sợi dây đi xuống nữa. Đẹp mê ly luôn. Đừng có đeo dài nha các bạn, đeo thật là ngắn rồi nó có sợi dây đi xuống thì nó mới là đúng ha, dành cho những cổ tim như vậy. Thật đẹp, mê luôn các bạn. Size 6 nha các bạn. Size 6 đó là các bạn medium cũng mặc được đó. Đẹp. Bạn nào mua cái đầm này nên mua cái giỏ này. Không còn nữa đâu, hết rồi. Để dành đó. Cái giỏ này các bạn mặc quần jean, mặc đầm vải xô, mặc quần thụng, mặc được rất nhiều loại. Bằng da. Ở đây nó có một chút bố, cho nên đó là lý do rất là dễ phối đồ. Rộng lớn lắm ha. Nè, rất là lớn, hơn một gang tay CC bề ngang, tuyệt vời. Tiếp theo đây, các bạn thấy CC lo chu đáo cho các bạn không? Một cái áo đầm, một cái bó nữ trang đầy đủ hết. Tóc, bạn nào chân tóc bị hở mua cái bột rắc vào như là ảo thuật, không còn thấy bị hở nữa, tuyệt vời luôn. Chị em nào tóc bạc mua cho dầu gội phủ bạc, tóc sẽ đen lại liền, làm đẹp từ đầu cho tới chân luôn ha. Nghề nail là nghề của các bạn rồi, cho nên CC không nói tới móng tay móng chân ha, còn tất cả để CC lo cho các tình yêu của CC. Vì CC có thời gian, các bạn không có, hãy đi làm. Đi làm kiếm tiền, CC làm đẹp cho các bạn, ok? CC thích lắm. Không những làm đẹp cho CC, mà làm đẹp luôn cho các bạn. Phụ nữ chúng ta là phải đẹp, đúng không ạ? Nhiều bạn ngại đi mua đồ on sale, nhưng CC không có ngại. CC thích lắm. Mình có tiền mà, mình mua. CC thấy cũng tội nghiệp nhiều người. No, dùng chữ tội nghiệp không đúng đâu. CC thấy giống như là mấy chị bạn CC nè, người ta giàu quá, người ta đi chơi những chỗ xa thì người ta có thể đứng lựa, nhìn cái chỗ đồ on sale. Còn người ta đi ngay khu vực người ta thì không bao giờ người ta đứng lựa đồ on sale. CC hỏi tại sao? Người ta chỉ nhún vai, lắc đầu thôi. Đó là cái CC biết. Vậy đó. Đây. Nhưng mà đồ CC review thì mấy chị mua nha. Mấy chị mua nhiều lắm. Tại mấy chị không có thời gian đi các bạn. Những hiệu nào mà mấy chị mặc quen rồi đó, mấy chị mua. Đầm này đẹp quá đúng không? Đây, chị em nào không thích ủi đồ thì đây chính là cái áo đầm không cần phải ủi, vì nó là thun lưới, có độ co giãn rất là nhiều. Đầm này size small. Đầm này phối với lại cái bóp này tuyệt đẹp luôn, hiệu Deacon White. Còn cái áo đầm này là thời trang ở Mỹ, 148 đô, 50% off cái bóp này ha. Các bạn thấy cái đầm này sang, cực kỳ là sang luôn. CC mặc vừa y luôn, nhưng mà CC không có thích mặc những cái kiểu đồ như vậy. CC là hai dây thôi, chứ mặc mà kính kính vậy CC mặc không có được đó. Chị em nào muốn mua thật là nhanh, bạn sẽ mua được cái đầm này. Cực kỳ là đẹp. Đầm này đẹp và thoải mái lắm 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 luôn đó nha. Xuất sắc luôn. Nhưng mà mua cái đầm này đừng bỏ qua cái bóp này.
Phối chung màu khó tìm lắm, nói thật lòng luôn, rất là khó. Để có được những cái bóp nó đi chung với những bộ đồ khó lắm các bạn. CC phải mua rất nhiều, CC có trên mấy trăm cái giỏ, cái bóp để phối với mấy ngàn cái bộ đồ của CC mà. Còn các bạn bỏ ra một ngày các bạn đi tìm on sale mà mua để phối như vậy các bạn không thể nào tìm được đâu. Nói thật lòng, không tìm được. Mất thời gian các bạn. Hên lắm các bạn tìm được một cái gì đó đẹp nhưng nó lại không đi chung bộ. Đây là đam mê của CC đó. Mấy trăm cái giỏ và cái bóp phối với lại mấy ngàn bộ đồ để sẵn cho bạn. Ai tới nhà CC nhìn cũng hết hồn luôn á. Tới nhà CC nhìn hết hồn luôn. Ba phòng luôn nha. Ta hỏi bán hết không? CC nói không. Để ra nhìn ngắm nào đẹp mà. Mặt làm video quay cuồng nhảy nhót. Rồi vừa sai ai ai muốn mua thì mua, không mua mình cứ để nhìn thôi. Tại vì đẹp mà. Là như vậy các bạn. Nên cái đam mê khùng điên của CC khùng điên luôn. Tuyệt vời. Và tiếp theo đầm này mình vải thun thun lưới size 10. Chị em nào không thích ủi đồ thì đây chính là cái áo đầm các chị em cần mua. Các chị em thiếu chiều cao thì đây, hãy chọn lựa cái áo đầm này vì nó đã chia tầng sẵn ra cho chúng ta rồi. Phần thun ôm lấy cái bụng của chúng ta, cái phần cổ này nó thun, các chị em muốn mặc như vậy cũng được, muốn mặc ra tới như vậy cũng được, tùy các chị em. Phần này tự động đổ rồi, không cần phải lo lắng nữa, không cần sợ nó bị lệch lên lệch xuống, không bị nữa. Đây bên trong họ lót cho các bạn rồi, rất là dễ mặc ha, rẻ tiền không đắt tiền ha, hai bữa ăn sáng thôi. Đây các chị em lớn tuổi một chút xíu xách cái bóp này, bóp này là thương hiệu Nanette, bằng da rất là mềm, mềm xèo luôn nè. Hiệu Nanette thì các bạn yên tâm rồi, không cần phải lo lắng gì hết. Đó. Da thật cho nên các chị em tha hồ mà để đồ luôn. Bóp này thì không đắt tiền ha, đây là cái bóp dành cho mùa hè đó, tại vì các chị em không cần đựng nhiều đồ, đựng phone, đựng sạc pin, đựng cái gimbal nho nhỏ, đựng son kem chống nắng vân vân. Lớn tuổi một chút xách cái bóp này để cho nó đi tông với lại cái áo đầm này. Các chị em nào trẻ trung một chút thì đây, đây là cái bóp hiệu Order, rất sang và đẹp luôn. Trái tim đó, bạn nào có tình yêu rồi kẹt giấy rồi các bạn ơi, nó bị kẹt rồi. Okay. Bao tay quá các tình yêu ơi, nè đựng được nhiều đồ lắm ha, đồ cứng cứng luôn, tại vì đây là cái loại bóp nó có gập, nó có những cái góc cho nên mình đựng đồ nó không có bị chĩa ra đó. Đây cái bóp này các bạn mặc quần jean, mặc quần thụng, bóp này rất trẻ trung và đẹp ha. Đầm này là tuyệt vời rồi, khỏi phải nói luôn. CC ngày hôm nay sẽ mặc những cái đầm phối với lại những cái giỏ, cái bóp cho các bạn. Tại vì mình mặc cái đầm này, mình cứ xách ngoài những cái giỏ của mình thì nó thường quá. Lâu lâu, một tuần lễ các bạn mới có một ngày mặc đồ đẹp để đi chơi, đi ăn, uống với gia đình, bạn bè. Cho nên chúng ta phải thay đổi chúng ta một tuần lễ, một ngày. Ngày nào off của các bạn thì ngày đó là bạn thay đổi. Mặc đồ đẹp lên, ăn diện cho đúng mốt lên, một ngày thôi, chụp vài tấm hình đăng lên trên Facebook, đăng lên không phải là khoe khoang, đăng lên là để cho con cháu mình, gia đình mình, bạn bè mình biết, ô ngoại của tôi lúc này chịu chơi à nha, đẹp à nha, chứ không phải là chúng ta cứ theo cái cổ lỗ sĩ của ngày xưa rồi làm cho chúng ta cảm thấy già nua. No, không có già, bây giờ không có người nào già hết trơn á. Bây giờ 70-80 tuổi người ta vẫn làm đẹp các bạn, do sự suy nghĩ của các bạn.
Bạn muốn đẹp là bạn sẽ đẹp. Bạn tự tin là bạn sẽ đẹp. Cứ chụp vài tấm hình đi, để trên Facebook đi. 5 năm, 10 năm sau bạn nhìn lại giống như CC nè. Lâu lâu nhìn lại, wow, tấm hình này 7-8 năm rồi hả? Trời ơi, 7-8 năm trước mình như vậy đó hả? Đó. Nên làm điều đó. Ha. Nhất là các chị em lớn tuổi, nên mở một cái Facebook để mình lưu hình ảnh của mình lại. Chứ trong phone nó đâu có lưu hết được cho các bạn đâu. Thí dụ các bạn đi du lịch, đi đâu đó chơi, cái phone nó có thể đựng cho các bạn vài chục ngàn tấm hình, nhưng mà các bạn đăng trên Facebook, các bạn không muốn cho ai coi thì các bạn bấm vào cái khóa không ai coi được, chỉ một mình bạn coi được thôi. Cái Facebook nó lưu giữ hình lại cho các bạn, còn không có cái gì có thể lưu giữ được ngoại trừ các bạn mua mấy cái memory ha. Đẹp lắm đó, rất là phù hợp màu ha. Và tiếp theo đây là một cái áo đầm đẹp mê luôn. Đầm này CC nghĩ là của châu Âu đó các bạn, đẹp lắm, không có cái nào on sale hết trơn. CC chờ lâu lắm luôn đó, giờ mua được một cái này size 5. Ít có bao giờ mà các bạn thấy Mỹ có size 5 lắm nha, không có đâu, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 gì đó trở lên. Còn các bạn sẽ thấy những cái số lẻ là đồ đa số là của châu Âu, kiểu rất là đẹp luôn. Đây là mình vải tôn một tầng, hai tầng, bên trong họ lót cho các bạn rồi. Đầm này là size 5, CC mặc vừa y, nhưng mà cái ngực chật là tại vì hôm nay CC có mặc một cái áo ngực nó có mút một chút. Thành ra CC nghĩ các bạn xem size CC mà ngực nhỏ hơn CC 2-3 phân thôi thì các bạn mặc cái đầm này đẹp tuyệt vời. Chân bạn nào đẹp đẹp một chút nha, mặc như cái này nó chỉ che được cái đùi thôi, nhưng mà phần này nó không có che được. Cho nên chị em nào mà cái phần này nó đẹp đẹp một chút thì mặc cái đầm này là mê ly luôn. Lưng bạn dài hơn CC một chút, bạn mặc nó sẽ lên cao hơn nữa. Đầm này là không có một điểm chê, không có một điểm nào mà chê. Mình vải mắt lạnh luôn nha. Thật là tuyệt vời. Đẹp từ cái kiểu cho tới bông hoa luôn ha. Màu sắc, giá tiền. Không biết có nhăn không nữa. Nó đen quá, xin không thấy đường. Thật là tuyệt vời cái đầm này các bạn. Đó, thấy không? Họ cắt vải chéo hết trơn. Tung tăng, dễ thương lắm các bạn. Size 5 nha, size 5 thì CC nghĩ các bạn size small mặc được đó. Vì CC mặc được mà, CC mặc vừa y à. Chỉ có cái ngực thôi, là tại vì hôm nay mặc cái áo mút, chút xíu mút, cho nên hơi bị găng thôi. Tuyệt đẹp cái đằng, phải nói là trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo, đây là cái đầm cứ tới mùa hè là CC phải mua vì bán hot nhất ở trên những cái website của Mỹ. Khi mà nó qua đợt rồi, người ta sẽ đổ xô nhau, người ta đi mua cái đầm này. Hãng nào cũng có, nhưng mà CC sẽ kiếm những cái hãng nào mà CC bán chạy nhất, CC mới mua. CC mua đủ size luôn. Cái này size small, cái CC đang mặc là medium, cái này là size large. Mua đủ size để lên trên website bán nhanh, bán lẹ lắm. Còn mình mua có một cái khó bán các bạn. Đó. Lý do vì sao? Vì đây nó là thun lưới. Cái tay nó có 3 tầng. Nhìn so cute luôn ha. Rất là vừa cái tay luôn. Không có dài. Đây, rất đẹp. Và cái dạng đầm là nó suông như vậy. Mùa hè đó, người ta mặc như vậy nhiều lắm. Là giống như CC thường nói với các bạn, đi ở ngoài phố, thí dụ như các bạn đi Las Vegas hoặc là các bạn đi về Việt Nam, các bạn đi du lịch ở bất kỳ một nơi nào, người ta mặc đơn giản như vậy thôi, để lên xe, xuống xe hoặc là đi đâu đó ngồi cho nó đơn giản, thoải mái. Nhưng khi bắt đầu đi vào nhà hàng là người ta luôn luôn lấy cái beo ra, người ta thắt vào thì nó sẽ ra một cái áo đầm khác. Người ta bước vào những nơi đó nó rất lịch sự và sang. Còn cái này là bình thường đi ngoài phố,
Ít có bạn nào để ý cái vấn đề này lắm, nhưng mà CC là dân travel và CC rành lắm, rất rành luôn về những cái này. CC biết và cũng đã nhìn thấy nhiều người khi CC đi du lịch, thấy cái cô đó, ủa nãy mình đi ngoài đó mình cũng gặp cổ, giờ mình cũng gặp cổ, cũng với cao đầm đó mà nãy giờ mình thích. Tự nhiên cái bước vô trong buffet ở Las Vegas, cổ thắt cái bell vào, tức là CC nói à thì ra ai cũng vậy các bạn, người Mỹ là như vậy, họ đi đâu họ cũng muốn họ được xinh đẹp. Tại các bạn biết ở Las Vegas, cho dù là các bạn lấy hẹn rồi, các bạn vẫn phải đứng xếp hàng để chờ. Các bạn đứng đó là các bạn nhìn ngắm trăm 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 người luôn. Người ta ngắm bạn, bạn ngắm người ta. Học hỏi những cái gì đẹp nhất là ở Las Vegas. Đó là như vậy. Cái quan trọng là bạn có thời gian để đi tới những cái tụ điểm đó hay không, những cái địa điểm đó hay không, những cái nơi đó hay không, những cái nhà hàng đó hay không. Chứ không phải cứ nói ở Las Vegas là bạn biết hết tất cả, không có. Bạn tới Las Vegas mà bạn đi vào ở đâu, những chỗ nào, mỗi một cái nhà hàng là nó có phong cách riêng của một tiểu bang hoặc là một đất nước khác. CC tại sao ở Las Vegas 30 ngày, đeo một cái ba lô trên vai thôi, đi lang thang các nơi. Là như vậy các bạn, mình đi vậy đó. Chỗ nào CC cũng vô ngồi uống ly nước, đi tới rã rời đôi chân luôn, đón Uber về khách sạn ngủ, mai lại đi tiếp. Là như vậy. Thì đây, đây chính là những cao đẳng các bạn nên mua đó. Kiểu này CC nhiều lắm rồi, nên mua đó. Tiện lợi, khỏi ủi, đi đâu mang theo. Ba cái CC mặc. Cái này là size small, CC mặc là medium, cái này là size lớn. Rẻ tiền, tiện lợi, đẹp, lịch sự. Và đây, đây là cái bell, đây là một thương hiệu nổi tiếng lắm ha. CC đó, cài vô cái nó văng mất ra. Đây. Rất đẹp nha các bạn. Nó rộng quá ha, tại không đúng size của CC. Cái bell này là small medium, cho nên CC thắt nó bị rộng. Với những cao đầm này, các chị em thắt những cái bell này, nó sẽ đẹp hơn là cái bell thùng bản ha. Các bạn, đẹp lắm các bạn ơi, tự nhiên thoải mái lắm. Đây là những dạng đầm thì nó ai cũng thích hết. Mùa hè là như vậy thôi, tuyệt đẹp. Và tiếp theo đây đi, bộ này chắc sẽ suy nghĩ nhiều bạn thích lắm, tại vì mặt đơn giản mà đẹp. Phần trên là mình vải muslin, họ may hai lớp rồi. Phần ở dưới là thun lạnh, có túi. Phần này cắt ngang eo, có thun. Bộ này size 6 mà CC mặc được. Các bạn size small thì các bạn có thể mặc size 6 được. Phòng hờ, các bạn đi Việt Nam, ăn uống nhiều, người mình nó nở ra. Cho nên các chị em nên chọn size 6 đi. Còn nếu mà các chị em mặc đúng size quá đi thì nhiều khi về Việt Nam các chị em to ra đó sẽ làm cho các bạn khó chịu, mặc đồ nó sẽ không thoải mái. Thật là đẹp luôn, như mây luôn đó các bạn, vừa y luôn đó. Mát lạnh luôn ha, chiều dài cũng vừa luôn. Đây là cái dạng thủng mà, thật là đẹp ha, có một bộ duy nhất tuyệt vời các bạn, rẻ tiền, đẹp là CC mua. Sắc luôn mà lại dễ mặc. Và tiếp theo đây, đầm này size small, mình vải muslin, kiểu đơn giản dễ mặc ha. Như đây đủ đẹp rồi các bạn, như đây là quá đẹp. Với cao đầm này CC phối với lại cái bóp này, đây là hiệu Guess bằng da nha,
Nè, các bạn xem, da mềm mại như vậy đó. Một cái bóp này các bạn có thể xài bao nhiêu năm trời ha. Mê lắm các bạn, thích lắm ha. Không có bị gãy, không có bị gì đâu nha. Các bạn bóp cỡ nào bóp, mở ra nó cũng y vậy nha. Tha hồ mà đựng đồ nha. Đây. Cái logo ghét rất là sang và rất là đẹp ha. Da mềm lắm, thích lắm các bạn. Mấy cái này Sisi chưa có xài đâu nha. Cho nên chị em nào muốn mua thì mua ha. Rồi, cái này cái mạt nó văng đâu rồi nha các bạn. Bạn nào tin mua nha. Văng mất tiêu cái mạt rồi. Sisi chưa xài đó. Cái đầm này phối với lại cái bóp này là đúng đó. Tại vì nó có chung màu á. Mà hiệu ghét nữa. Sang và đẹp. Đầm này mặc thoải mái nhất luôn đó các bạn. Các bạn mang sandal được, mang high heel được, che được cái bắp tay, thật là dễ thương cái đầm này. Và tiếp theo, đây là một cái áo đầm chị em nào nhanh sẽ mua được. Cái mình vải này là mình vải gì đó CC không biết nữa, nhưng mà cái hoa này là hoa nổi nha các bạn. Hoa họ sơn, họ in, họ dán cái gì không biết nữa, nhưng mà hoa nổi rất là đẹp. Cái đầm này màu trong phôn sáng quá, màu ngoài không phải vậy ha, thật đẹp. Cái CC đang mặc là small, cái này là size medium, rộng rãi thoải mái các chị em mặc mùa hè là mê luôn. Mang dép được, mang high heel được, mang sandal được, đi lẹp xẹp không còn cái nào mà thoải mái hơn. Kiểu này bữa giờ CC bán nhiều cái rồi đó, các bạn có để ý không? Nhiều lắm rồi đó ha. Màu trắng, màu cam, màu nâu, màu xanh lá cây, xanh da trời. Nhiều lắm, CC đã bán rất nhiều cái kiểu này rồi. Nè, cái tay này các bạn nhớ không? Nè, đó, 3 tầng. Thì với cái áo đầm này, các bạn phối với cái bóp này. Nè, trên cả tuyệt vời luôn. Nè, xuất sắc không? Đây là bóp da, thương hiệu Na Nét. Thương hiệu Na Nét. Về đầm quần áo á, thì rất đắt tiền, nhưng về giỏ xách thì lại rất rẻ tiền. Nhưng mà da thật nha các bạn, có thể là tại vì họ chưa có được nổi về những cái bóp giỏ bằng da nha. Trời ơi, tay CC đau quá không bóp được đâu các bạn. Nè, CC làm như vậy là các bạn biết rồi. Đây là cái bóp mà nó tiện lợi cho các chị em nhất luôn đó. Bạn nào cũng có kiểu này, CC dám chắc luôn, ở Mỹ bạn nào cũng phải có cái kiểu này. Thật đẹp đó. Đeo những cái bóp thời trang với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như vậy, phối với lại những cái bộ đầm mà các bạn có, cái đó mới đúng là đẹp độc lạ. Chứ bây giờ cái đầm này các bạn xách cái bóp trắng cũng đẹp vậy, nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng đúng cái màu xanh. À, và đây này, cái sợi dây chuyền này nhiều bạn hỏi CC lắm, cái này còn mới đó. Của CC đeo cũ nhưng mà CC cố tình đeo mới cho các bạn xem. Đây là những thương hiệu nổi tiếng lắm. Cái này của nước nào đó, CC cũng không biết đọc cái tên nước đó nữa. Thì đây ha, pearl nuôi đó, đẹp lắm. Sợi dây chuyền này hơi đắt tiền nhưng mà đẹp lắm các bạn. Thì đây, có một cái bóp thôi nhưng có tới hai cái áo đầm rộng rãi thoải mái. Các bạn có thể kéo cho cái vai nó ra như vậy cũng đẹp lắm nè. Thì tùy các bạn muốn mặc như thế nào thì mặc. Những cái dạng cổ như vậy là các bạn kéo như vậy thun mà, mình nó sợ nó tuột, nó không thể nào tuột được. Thắt cái beo cũng đẹp lắm nha các bạn. Nếu các bạn muốn mặc rộng như vậy để thoải mái đi đâu dễ thì mặc. Nếu các bạn muốn bước vào nhà hàng nó đẹp một chút, hoặc là trong mall gì đó, thắt cái beo vào ra dáng áo đầm khác liền luôn. Nhưng mà nếu thắt cái beo vào thì mang high heel chứ đừng mang dép. Tuyệt vời. Và tiếp theo, đầm này quá quen thuộc đúng không ạ? Cách đây 1-2 ngày CC có review những kiểu đầm như vậy.
bông khác, màu khác, nhưng mà cái này hình như cũng có nữa đó. Thì đây có thêm hai cái nữa. Cái CC đang mặc là size small, cái này là size medium. Cái này small nhưng mà cũng rộng với CC lắm ha. Cho nên các chị em nào size medium vẫn mặc được đó. Rộng lắm các bạn. Cái phần thun này nó ôm hết cái phần bụng các bạn ở dưới xòe và nó chia tầng. Và cái bình vải họ cắt theo cái kiểu họ ráp như vậy. Đây là cái ăn gian chiều cao, bạn mặc vào bạn sẽ rất cao nếu như bạn thiếu chiều cao. Các chị em mặc vào nó lên như vậy nè, nó mới đúng nha. Đó. Cái phần này nó phải ôm ngay cái phần eo chứ không phải như CC mặc nó tụt như vậy là không đúng ha. Các chị em mặc nó phải là như vậy. Cái cổ nó phải ôm lấy như vậy. Cái phần này nó phải ngay cái eo. Thành ra CC mặc cái đầm này size small, nó vừa rộng, nó vừa dài. Cho nên chị em nào size medium thì nên mặc cái small thôi. CC sợ các bạn mặc nó bị rộng á. Hay là tùy các bạn muốn mua như thế nào thì tùy. Nhưng mà CC cho các bạn biết là ngực CC tới 88 luôn á. Mà CC mặc nó còn rộng nữa. Để cho các bạn dễ biết tính hơn. Bạn nào mà lưng dài hơn CC thì thôi mặc là tuyệt vời. CC thiếu chiều cao, lưng ngắn. CC mặc cái đầm này không đẹp. Đó. Nhưng mà thật ra cái đầm này các bạn mặc vừa là đẹp lắm luôn. Vì cái kiểu này ai mặc vô cũng đẹp miễn là bạn mặc đúng. Tại vì những cái thương hiệu thời trang kiểu như vậy nó không có size small. Cho nên CC thích lắm mà CC không bao giờ mặc được những kiểu như vậy. Có cái kiểu nó từng tầng như vậy nhưng mà phần trên nó phải khác CC mới mặc được ha. Thì đây, cái CC đang mặc là size small, rẻ tiền lắm nha các bạn. Mùa hè là chỉ mặc như vậy thôi. Mê luôn đó. Và đây nè, cái này nhiều bạn hỏi lắm. Hôm bữa CC tưởng có con gái bán rồi. Bây giờ soạn đồ ra thấy còn một cái nữa nè. Cái này cũng là size small luôn á. Đó, bạn nào chưa mua được thì mua ha. Nhiều bạn hỏi áo đầm này lắm, nhiều lắm luôn á. Suy nghĩ chắc cũng 7 bạn luôn. Mà một bạn mua được à. Đây, mình vải xô. Cái màu ở trong phone nó sáng quá, không có sáng như vậy đâu. Cái này màu cam đậm, màu đẹp lắm. Các bạn có nhớ trong cái video kia, CC mặc cái áo đầm này, khoác cái áo trắng mà buộc cái nơ đó, trước đó, là chính là cái áo đầm này nè. Cái kia bán rồi, cái này mới tìm được ở trong bao. Đó. Size small luôn ha. Và tiếp theo đây, trời ơi, đẹp không nè. Thật là đẹp luôn các bạn. Đây là màu giống như màu xanh lá cây mà nó lợt lợt một chút. Màu trong phone nó hơi sáng quá. Đây là mình vải xô nhúng 3 tầng. Đây là kiểu đầm dễ mặc nhất mà mọi người đều đã có. CC dám chắc luôn. Cái màu này không biết các bạn có không nhưng mà kiểu này là bạn nào cũng có. Tại vì nó rất là dễ mặc, nguyên thủy của nó. Ngày xưa tới giờ không bao giờ thay đổi kiểu, có một kiểu một. Nhưng mà những cái bông hoa, những cái màu nó khác nhau thôi. CC qua Mỹ mấy chục năm rồi. Mặc cái này từ lúc qua Mỹ tới bây giờ. Mình vải xô này. Vì cái mình vải xô này á, mặc nó mát lắm. Ở bên trong họ có một lớp lót luôn này. Và cái kiểu này dễ mặc nữa. Hãng nào cũng có kiểu này hết. Nhưng mà CC thích cái hãng này là tại vì cái form của nó mặc nó đúng với người Á Đông của mình. Đẹp lắm các bạn. Nè, cái phần bo nó đúng ngay như vậy. Tại vì ngực CC là thuộc về medium, cho nên CC mặc là vừa khít luôn. Cái áo đầm này là size medium, cái áo đầm này là size lót. Medium, CC mặc vừa y như là may luôn vậy đó. Đây. Vừa thật là vừa luôn nha. Cái này size lót. Cái này CC nghĩ các bạn size medium mà bụng to các bạn mặc vẫn được. Tại vì cái này CC mặc medium vừa y nè. Vừa khít luôn. Mà cái này size lót thì size medium mặc được, size lót mặc được. Xuất sắc luôn. Mê luôn. Cái cổ này tuyệt đẹp luôn nha các bạn, rẻ tiền nữa chứ.
Và tiếp theo, đẹp xuất sắc luôn ha. Đây là thương hiệu Levi, một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Từ đàn ông tới đàn bà, ai cũng phải biết. Nếu các bạn muốn mặc rộng rãi, thoải mái thì các bạn mặc như vậy. Nếu các bạn muốn thắt cái bèo ngay đây cũng rất đẹp. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Đây là mình phải xoa, xoa gì đó không biết nữa, nhưng mà nó mát lạnh nè các bạn. Thật sang và thật đẹp cái đầm này. Đầm này size small thì phải đó, small 24 gì đó, CC quên rồi. Nhưng mà size nhỏ đó, để CC ghi cho các bạn. Mặc những dạng đầm này, các bạn đeo những cái túi đẹp, độc lạ như vậy nè nó mới đẹp. Hoặc là những cái giỏ lớn, vậy là đủ đẹp rồi. Đầm hiệu Levi, tuyệt đẹp. Và đây là cái bóp, hiệu ghép. Chỉ là như vậy thôi. Định mấy cái phone luôn ha, định thẻ, định tiền. Đơn giản chỉ là như vậy. Các bạn ở Việt Nam cái này dư sức bỏ trong cốp xe đúng không? Nè, như vậy. Mùa hè là như vậy thôi. Mê ly cái đầm này. Mê luôn đó nha các bạn. Rồi đi Việt Nam mà mặc những cái đầm này thôi. Xuất sắc luôn. Nhưng mà nhớ là phải đi xe hơi, đi taxi. Chứ này mà ngồi xe Honda chắc tiêu luôn đó, là bạn té luôn đó. Tại vì cái phần xòe đó, gió nó sẽ cuốn vào cái bánh xe. Không còn một điểm nào để nói về cái đầm này. Trên cả tuyệt vời. Cái phần cổ nè, rất sang và rất đẹp luôn. Oh my god, mê quá. Xuất sắc luôn. Và đây là một cái đầm thật là đẹp luôn các bạn. CC bị accident các bạn. Mà nó lạ lạ quá vậy. Cái CC nắm, cái CC giật một cái nó hơi bị một tí gì thôi nha, chứ nó không có bị rách nha, không có bị rách cái chỗ này đâu nè. Đúng ra của nó như vậy nhưng mà nãy CC làm cái nó hơi bị một chút. Cho nên bạn nào mà thích cái đầm này mà mua đó thì lưu ý cái chỗ này giùm xin chút, không có bị rách ha, nhưng mà nó bị cái viền tí thôi đó. Cái này là các bạn buộc cái nơ cái tay nè, các bạn kéo phùng lên rồi các bạn buộc cái nơ rất là đẹp ha, kiểu này đẹp lắm. Còn có một cái là CC lấy luôn á, cái đầm này nó có kim tuyến nhưng mà họ có lót hết rồi, nhưng mà mình mặc ở bên trong nó vẫn hơi, sao nó lại hết bị rồi. CC thấy hồi nãy nó hơi hơi có cái gì đó mà sao giờ nó hết bị không biết. Tại vì những cái hộp kim sa này họ đính ở ngoài mà ở bên trong có một lớp lót rồi, cho nên nó không thể nào mà vô trong da thịt các bạn được. Còn nếu các bạn mặc như vậy thì CC có cảm giác nó hơi có một cái gì đó nó châm châm vô trong cái da thịt mình một tí thôi à, nhưng mà hồi nãy thì thấy mà giờ nó lại êm êm rồi đó. CC nói cái cảm giác mình như vậy thôi, tùy các bạn. Tại vì các bạn biết những cái nào nó có kim sa, nó có kim tuyến mà nó không có lót, cái tay là không có lót nè, thì chắc chắn nó vô cho. Còn cái tay chỗ này nè, để ý giùm CC coi nó bị cái gì nhé. Bên này không bị, bên này nó bị tí tẹo à. Nhưng mà này là tại CC đó, nãy CC thấy nó kỳ kỳ á, nãy CC thấy nó lạ lạ, CC giật cái mạnh quá nó bị á. Thật là đẹp cái đầm này nè, sang, đầm này sang. Đầm này các chị em mặc đi ăn tiệc đó, chứ không phải là đi chợ hay đi shopping này nọ đâu nha, không có đâu. Đầm này là dạng đầm đi ăn tiệc. Thật sang, đẹp. Nói chung là cũng không có rẻ lắm, nhưng mà cũng ok. Mắc hơn mấy cái kia chừng 10 đô thôi. Thật là sang và đẹp. Tuyệt vời. Thì với cái áo đầm này, các chị em xách với lại cái giỏ này nè. Đúng luôn đó. Thật đẹp luôn. Màu kem, nó đi với màu kem. Cái phần bố này, nó đi với lại những cái hoa văn này. Đây là thương hiệu Na Nét. Giỏ xách thương hiệu Na Nét. Thứ nhất là rẻ tiền.
Thứ hai nó là da thật. Thứ ba nữa là kiểu nó đẹp, vô cùng là đẹp, cho chúng ta phối với lại những cái đồ thời trang vải xô của mùa hè. Đó. Chỉ có thương hiệu Na Nét thôi là đa dạng kiểu luôn. Còn mấy thương hiệu khác kiểu thường thôi, kiểu classic. À, rất là dễ thương đúng không? Cao đầm này sắp tới cái giỏ này là quá đẹp luôn. Tuyệt vời ha. Và tiếp theo đây, thật là trẻ trung, thật là dễ thương luôn nè, đúng không ạ? Với một cái đầm mình vải xô đơn giản, chỉ là vải xô như vậy. Đầm này size medium cho nên CC mặt nó rộng rinh à. Ba tầng các chị em mặc đúng là như vậy, nó vừa tới đầu gối luôn ha, trẻ trung và xinh đẹp vô cùng luôn đó, rẻ tiền lắm CC mới mua đó, thật là đẹp luôn. CC mặc những dạng đầm này nhiều lắm các bạn, mình mặc những dạng đầm này đó nhìn mình trẻ trung đẹp lắm. Thứ nhất mình vải xô là nó đã làm cho các bạn trẻ rồi, cái thứ hai nữa là cái kiểu nó đã ngắn mà nó còn từng nữa, nhí nha nhí nhảnh lắm, thích lắm, thiệt là thích và dễ mặc. Thì với cái đầm này, cái đầm này đi với lại cái giỏ này, giữa đậm và lợt, thật là đẹp. Giỏ này để được nhiều đồ lắm, mềm lắm, nay tay đau quá không bóp được đâu các bạn, cũng là thương hiệu Na Nét, đẹp xuất sắc luôn đó. Cái này là tại vì CC đeo ở trên cái móc đó, đeo lâu rồi cho nên là nó hơi bị nhăn một chút, nhưng mà không có sao, với da các bạn xài nó nhăn thì nó mới là đẹp, còn nó không nhăn là nó không có đẹp đâu nha. Đây, thật đẹp đúng không ạ, xuất sắc luôn. Cái giỏ với cái áo đầm này nè, cho các bạn xem, CC móc vô trong cái móc á cho nên nó bị như vậy ha. Các bạn để đi, từ từ CC nghĩ nó cũng sẽ thẳng ra thôi, còn bạn nào mua CC xài đó, nhưng mà cho các bạn biết là nó bị như vậy đó, nhưng mà không có sao tại mình móc lên á. Tuyệt vời, thật là dễ thương. Và tiếp theo đây, đây là thương hiệu Tommy Hilfiger. Cái giỏ rất nhỏ, rất dễ thương, để phone được ha, để được nhiều phone luôn, mấy cái luôn. Ở trong này có một ngăn, và bên này có thêm một ngăn nữa, có dây kéo. Ở đây có cái nút bấm lại, tức là cái giỏ này ba ngăn. Đây là mùa hè của CC đó. CC nhiều lắm các bạn, những cái giỏ nhỏ nhỏ như vậy nè. Thiệt là thích luôn. Mặc với cái áo đầm này, đeo cái giỏ này, cùng một thương hiệu Tommy Hilfiger. Nếu các chị em thích nó ngầu ngầu, nó bụi bụi hơn một chút thì đây, đây là cái giỏ dây rút, cái túi chứ, này gọi là cái túi mới đúng. Đây, cũng để được rất nhiều đồ bằng da cho nên nó rất là mềm mại. Bóp sang cho các bạn, bóp rút lại, dây có thể kéo dài xuống một chút nữa. Mặc những cái kiểu đầm rộng như vậy thì các chị em xách những cái túi như vậy nhìn đẹp lắm, mà hay lắm. Túi với giỏ xách là CC mê lắm, CC thích. Bóp đầm thì CC không có thích lắm, là tại vì bóp đầm mình xách nó cũng phải nhìn mình cho lịch sự này này nọ nọ một chút, còn CC cái dạng của CC nó lấu cá bạn, ngang tàn nó tưng 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 tưng, thành ra mà CC mà cầm bóp đầm mà yểu điệu thục nữ như các bạn, CC không cầm được, không quen các bạn. Nếu mà cố mình làm thì được, còn cứ tưng 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 đi uống cà phê này nọ mà xách đầm đi không được, không được.
CC là một là vỏ lớn, hai là những cái túi ngầu ngầu như vậy nè đó. Nhưng mà thật là dễ thương ha. Một bộ luôn Tommy Hilfiger, cao đầm này là size XM, hiệu Tommy Hilfiger ha. Đây, muốn kéo cái vai nó ra ngoài này cũng được đó. Đây là mình vải có chất liệu thun, phần này họ thêu nha các bạn, thật là đẹp, size XM. Và tiếp theo đây, đây là một áo đầm trên cả tuyệt vời, hiệu BGBG, một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới hả. Cái mình vải này có tí tẹo thun mà, tí thôi. Cái tay các bạn thấy đẹp không, như là bá tước công chúa vậy đó nè. Cái cổ nè, thật là đẹp, phải nói là trên cả tuyệt vời. Cái đầm này, đây là cái nơ cho bạn buộc lại, nguyên một cái áo phần trên họ may chỉ thun hết luôn, cho nên nó đã ôm hết cho chúng ta rồi. Còn ở dưới nè, thật là đẹp cái áo này, size small ha. Bạn nào mà có cái ngực lớn lớn, trời ơi, mặc cao đầm này đẹp tuyệt vời luôn. Đeo những cái kiềng như vậy nha các bạn mới đẹp. Các bạn thấy CC đeo cái kiềng này mà màu trắng đó, nhiều bạn hỏi lắm, hỏi rất là nhiều luôn. CC phải chạy lên trên con của CC lấy về một chục sợi, kiểu khác nhau hết, review video hỏng một bạn nào hỏi mua luôn. Rõ ràng các bạn hành tội CC không? Từ đây lên con CC xa lắm, 45 phút lái xe đi về là 2 tiếng đồng hồ. Các bạn hỏi nhiều quá luôn. CC chạy lên đó lục lọi tìm kiếm lấy về 10 sợi, kiểu khác nhau cho các bạn lựa. Rồi làm cái video đó, trời đất ơi, không được một bạn hỏi để mua nữa. Mà trong khi CC đeo thì quá trời các bạn, chị ơi sợi dây chị đeo đẹp quá, em thích, em muốn, em thích, em muốn. Đó, review 10 sợi lúc luôn có bạn nào hỏi thăm đâu. Thì đúng là đầy ải CC. Đây, nè, nhìn kỹ đi. Thật là đẹp luôn. Bạn đeo là nó nằm ở trên cổ như vậy nè. Đây là cái kiềng bạn đeo không như vậy đó, không có đeo mặt gì hết trơn hết đó. Sang lắm. Người nào thích đeo lớn đeo, thích đeo nhỏ đeo. Nó đẹp là ở cái nó nằm ở im ở trên cổ các bạn luôn. Cái đó mới là cái đẹp. Bây giờ CC cứ nhìn mấy sợi dây này, CC tức cười. Và CC nghĩ, sao các bạn hành tội CC vậy trời? Chẳng lẽ đôi khi những lời bình luận các bạn ghi, CC có nên lắng nghe lời các bạn nói không? CC nghĩ như vậy luôn. Có nhiều bạn ngủ, chị ơi em cần lắm chị, em thích lắm chị, em muốn lắm chị, bằng mọi giá chị tìm giúp em nha chị. À, tìm. CC thích làm vừa lòng người khác lắm. Rồi tìm được ha, nhắn tin, dạ thôi em mua khác rồi, hoặc là im luôn, hoặc là gì đó. Cho nên nhiều khi đọc bình luận của các mạng, CC cũng không biết nói làm sao luôn, nói thiệt đó. Cho nên thôi không hứa với ai gì. Đi thấy mua các bạn ơi. Đó giờ CC bị nhiều quá. Chỉ có những bạn quen rồi, có qua lại tiền bạc với CC thì mấy bạn nó quá là uy tín luôn, khỏi cần đưa tiền CC cũng mua, mua về chỉ chụp hình thôi, gửi là mấy bạn đó lấy. Em tin chị cứ gửi cho em đi, thiếu đủ gì cho em biết đó. Với những người đó họ kêu CC mua cái gì CC cũng mua hết các bạn, tại hiểu ý nhau. Còn nhiều bạn mình không có hiểu ý nhau, với lại mấy bạn không có giữ vững lập trường. Hôm nay các bạn thấy cái đó đẹp, các bạn nhắn tin với CC, chị ơi tìm đủ mọi cách mua cho em nha chị, mắc hơn một chút cũng mua. Ok, khoảng tuần sau CC tìm được thì các bạn lại đổi ý, thôi em chọn cái khác. Thành ra CC cảm thấy không biết nói làm sao, mất công CC phải để ở trong đầu là biết rằng ok có một cái bạn A, bạn B, bạn C gì đó muốn áo đầm đó, thôi chịu khó đi tìm cho bạn đó. Vì CC nghĩ rằng khi tìm được là chắc chắn bạn sẽ vui lắm.
bạn còn vui hơn cả CC, vui nữa. Mặc dầu CC là người cực, bạn không có cực, bạn chỉ ngồi chờ CC trả lời thôi. Nhưng rốt cuộc về báo tin vui cho bạn thì bạn lại không đón nhận cái tin vui đó, thành ra buồn. Thì đây 10 sợi của CC mang về 10 kiểu, không một bạn hỏi thăm luôn, không một bạn hỏi thăm luôn nha. CC nói luôn, CC cầm để gần sát vô trong cái ống kính. CC nói nè, dây chuyền về rồi nè, có rồi nè. CC bán cái này mấy chục năm rồi mà. CC đeo một sợi dây chuyền mấy chục năm chưa từng phải suy lại luôn. Cái sợi màu trắng trắng các bạn lớn lớn đó. Cho nên nhiều bạn hỏi lắm. Đeo cái này đẹp lắm các bạn, đẹp lắm luôn đó. Rồi thôi nói nhiều quá, cao đầm này là thích lắm đó, cho nên là đứng nói nhiều đó. Thành ra đừng ai làm khổ CC nữa. Để thời gian CC đi shopping về review cho các bạn ha.